Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Blink đào lại tóc mái huyền thoại của Lisa và mong nữ thần tượng đừng gây hấn với stylist mà rước họa cho màn solo. Phát hiện Jin từng làm vệ sĩ phải kết hôn bất đắc dĩ trước khi là một thành viên của BTS. Dispatch tiết lộ nhiều tình tiết gây sốc trong vụ Ice One không thể tái hợp, có hai thành viên kiên quyết phản đối không có ý định trở lại cùng nhóm. Và sau đây là nội dung chi tiết. Blink đào lại tóc mái huyền thoại của Lisa, mong nữ thần tượng đừng gây hấn với stylist mà rước họa cho màn solo. Mới đây, cỗ máy nhảy nhà Blackpink đã khiến người hâm mộ phải đứng ngồi không yên khi mà xuất hiện trên trang bìa tháng 8 tạp chí W Courier với tạo hình vô cùng xuất sắc. Kiểu tóc sói kết hợp cùng concept retro ma mị đã khiến cho Lisa trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Ai cũng mong rằng đây chính là tạo hình của cô nàng trong sản phẩm solo sắp tới. Tuy nhiên, concept solo của Lisa vẫn đang còn là một ẩn số đối với người hâm mộ. Fan chỉ biết chờ đợi và hy vọng rằng cô nàng sẽ có màn tái xuất đình đám trong tháng 8 tới. Cũng nhân dịp này, Blink một lần nữa đào lại tóc mái huyền thoại của Lisa và mong nữ thần tượng đừng lặp lại vết xe đổ. Trước đó, nhóm nhạc Blackpink đã có cơ hội tham gia chụp hình tạp chí cho Vogue vào năm 2018. Trong khi ba thành viên còn lại vẫn có được những tạo hình như thường thấy, Lisa lại được stylist phá cách với quả máy để đời, khiến cô chỉ muốn giấu nhẹm. Phải chăng cô nàng đã gây hiềm khích gì với stylist chăng? Mái tóc tiền tỷ của Lisa bỗng trở nên thành kiểu tóc mái ngố trên lông mày, khiến người hâm mộ không thể ngừng cười. Khuôn mặt của cô trở nên vô cùng hài hước với tạo hình này. Đúng là chỉ có Lisa mới có thể cân được kiểu tóc như vậy. Người hâm mộ của Lisa cũng phải bất lực trước quả mái huyền thoại này của cô. Cũng trong đợt này, Blackpink đã cho ra mắt bản hit Do 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 với loạt những thành tích vô cùng ấn tượng. May là cô nàng Lisa của chúng ta vẫn có được tạo hình xuất sắc trong MV này. Phát hiện Jin từng làm vệ sĩ phải kết hôn bất đắc dĩ trước khi là một thành viên của BTS. Trước khi chính thức ra mắt, những thần tượng K-pop nổi bật và tài năng đang trong thời gian làm thực tập sinh đều có thể tham gia đóng MV của các tiền bối. Thời lượng xuất hiện không dài, nhưng đây là cơ hội để họ được học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân, cũng như tạo ấn tượng với khán giả để debut được suôn sẻ hơn. Các thành viên của BTS cũng không ngoại lệ. Dù vậy, cá là nhiều người không hề biết đến sự xuất hiện hiếm hoi của anh cả Jin trong MV của các nghệ sĩ tiền bối trước khi ra mắt. Đầu tiên phải kể tới MV của Teen Top được phát hành năm 2011. Trong những cảnh quay ở club, nếu để ý kỹ sẽ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc nhẹ nhàng vụt qua. Chàng trai sơ mi xanh dù chỉ lên hình vỏn vẹn vài giây, nhưng cũng nổi bật không kém dàn nam chính nhờ ngoại hình thư sinh của mình. Những khung hình tiếp theo với góc quay cận mặt hơn, người hâm mộ dễ dàng nhận ra chàng cameo này chính là Jin. Trong một diễn biến khác, trai đẹp toàn cầu Jin đã hóa thân thành chú rể trong MV You Wouldn't Answer My Call bản tiếng Nhật của 2AM. Đây là chuyện tình buồn của nữ chính với thành viên 2AM khi không thể đến được với nhau. Dù rằng trái tim của cô dâu hướng về người khác, nhưng trái tim của Ami sẽ luôn hướng về Jin. Một lần khác, Jin xuất hiện cùng những thành viên BTS bao gồm Suga, Jungkook, J-Hope và V trong MV I'm That One của Jo Kwon ra mắt năm 2012. Lần xuất hiện này, Jin đảm nhận vai vệ sĩ bên cạnh chủ nhân nên biểu cảm có phần lạnh lùng và trầm tĩnh. Nhờ vậy mà trai đẹp toàn cầu khoe được visual vô cùng nam tính và xuất sắc của mình. Ngoài giọng hát ấm áp cùng visual quyến rũ và điển trai, có thể thấy khả năng diễn xuất của Jin không phải dạng vừa. Hẳn là các ARMY đều đang chờ đợi một ngày được thấy thần tượng của mình tỏa sáng trong lĩnh vực diễn xuất. Dispatch tiết lộ tình tiết gây sốc trong vụ Ice One không thể tái hợp, có hai thành viên kiên quyết phản đối không có ý định trở lại cùng nhóm. Vào tuần trước, đại diện của CJENM đã lên tiếng xác nhận rằng kế hoạch tái hợp của Ice One đã phá sản, trong khi lý do cụ thể không được CJENM tiết lộ. Người hâm mộ của Ice One đã nhanh chóng tuyên bố rằng họ sẽ không từ bỏ mà chuyển sang kế hoạch B. Tuy nhiên, theo những thông tin vừa được Dispatch công bố thông qua một bài viết đi sâu tìm hiểu về kế hoạch tái hợp của Ice One, có vẻ như những nỗ lực mang hai cô gái trở lại với nhau sẽ gặp càng nhiều khó khăn và trở ngại hơn bao giờ hết, khi mà chính các thành viên trong nhóm cũng không đồng ý tái hợp. Thông tin độc quyền từ Dispatch đã khẳng định rằng trong số 12 thành viên của Ice One, có hai người hoàn toàn không có ý định trở lại hoạt động cùng nhóm, ngay cả khi được đề nghị. Ngoài ra, kế hoạch trong tương lai của một số thành viên cũng đã được hé lộ. Tên thật của họ không được nhắc đến.
và Dispatch chỉ sử dụng chữ cái làm ký hiệu đại diện cho từng người. Có một thành viên không được nhắc đến trong bài báo của Dispatch. Thành viên A và B không đồng ý tái hợp. Thành viên B, C, D và E đang xem xét các hoạt động cá nhân. Thành viên F và G đang nghỉ ngơi trước khi quyết định những hoạt động tiếp theo. Thành viên H và I đang rất mong chờ vào kế hoạch tái hợp, nhưng chuyện này gần như không có khả năng xảy ra. Thành viên G và K đề cập đến khả năng hoạt động nhóm nhỏ, nhưng cũng thừa nhận rằng ý tưởng này gần như không có khả năng thành hiện thực. Dispatch cũng đi sâu tìm hiểu dự án tái debut Ice One và trả lời một số câu hỏi phổ biến dựa trên những phát hiện của họ. Câu hỏi: cho tới nay, người hâm mộ đã quyên góp được bao nhiêu tiền? Trả lời: họ đã quyên góp được 574 triệu won thông qua Wadis, một trang thanh toán trực tuyến. Tổng số tiền thu được hiện nay lên đến 3,21 tỷ won. Câu hỏi: số tiền này được trao cho Ice One chứ? Hay sẽ trả lại? Hay sẽ làm phần thưởng? Trả lời: không. Theo người hâm mộ, số tiền này là một phương tiện để thể hiện sức mua của fan Ice One. Họ làm như vậy để cho thấy rằng fan của Ice One đã sẵn sàng chi ít nhất 3,21 tỷ won cho thần tượng của họ. Nếu những người đã tham gia đóng góp muốn được hoàn lại tiền, yêu cầu của họ sẽ được chấp nhận, nhưng chỉ trong thời gian quy định. Những người đã đóng góp có cơ hội được nhận wood, vé concert hoặc thẻ thành viên fan club của Ice One. Nếu Ice One không tái hợp thì sẽ không có phần thưởng nào được trao. Câu hỏi: chuyện tái hợp có khả năng có thể xảy ra không? Người hâm mộ đã làm gì và các công ty quản lý đã nói gì? Trả lời: người hâm mộ nói rằng họ đã lên tiếng với các công ty có liên quan đến kế hoạch tái hợp. Dispatch cũng đã kiểm tra với công ty chủ quản của từng thành viên và hầu hết các công ty đều cho biết họ chưa bao giờ có bất kỳ cuộc thảo luận với đại diện người hâm mộ về chuyện tái hợp của Ice One. Các fan tuyên bố rằng họ đã gửi email đến từng công ty để nói về việc tái hợp. Thậm chí còn chuyển lời đến những người đã quyên góp tiền cho họ rằng hầu hết các công ty đều đã đồng ý. Chỉ có một công ty Hàn Quốc và công ty của các thành viên Nhật Bản không đồng ý. Tuy nhiên thực tế là hầu hết các công ty đều đã từ chối trả lời. Một công ty thậm chí còn nói rằng họ chưa bao giờ nhận được email. Câu hỏi: CJENM đã chính thức tuyên bố rằng sẽ không có chuyện tái hợp. Vậy thì người hâm mộ đang làm gì lúc này? Trả lời: họ vẫn đang tiếp tục nhận tiền đóng góp thông qua Wadis cho đến ngày 2 tháng 8. Họ đang tiếp tục thực hiện kế hoạch B và họ nói rằng họ vẫn đang liên lạc với công ty quản lý của từng thành viên. Mặc dù khả năng tái hợp cả nhóm không thể xảy ra, nhưng các fan vẫn đang kỳ vọng vào một cơ hội debut nhóm nhỏ và sẽ đề xuất đến các công ty chủ quản. Câu hỏi: liệu việc thành lập nhóm nhỏ có khả thi không? Trả lời: đại diện của CJ đã tuyên bố rằng điều đó là không thể. Công ty quản lý của từng thành viên đã sớm lên kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai. Hai thành viên là G và K có thể tạo thành một nhóm nhỏ, nhưng vẫn còn rất nhiều biến cố cần được xem xét. Câu hỏi: ai là người chịu trách nhiệm dẫn dắt kế hoạch lần này của người hâm mộ Ice One? Trả lời: họ có 7 đại diện. 5 người trong số đó đến từ Ice One DC Inside Gallery, một người quản lý các hoạt động quy mô lớn, người còn lại là cố vấn pháp lý. Phía Gallery nói rằng định hướng chung của kế hoạch sẽ được quyết định bởi chính fan của Ice One. Cuối cùng, đại diện người hâm mộ của Ice One vẫn tuyên bố rằng họ sẽ không từ bỏ kế hoạch tái hợp và sẽ tiếp tục thảo luận với CJENM lẫn công ty quản lý của từng thành viên. Hiện tại, chỉ có thời gian mới có thể cho biết nỗ lực của họ có thành công hay không. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của KNews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời các bạn để lại bên dưới phần bình luận để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.